làm những cái chuyện mà là nghĩ rằng là có thể giúp ích cho các bạn, ví dụ là đọc sách lúc 4 giờ sáng chẳng hạn, hay là coach cho những cái team về kỷ luật, tất cả đều là miễn phí, trainer cho training cho các bạn sale cũng là miễn phí ha. Thì tôi xin giới thiệu lại, tôi thì cũng là chủ của một vài cái doanh nghiệp, tôi đã từng là làm về logistics và làm ở Keller Williams. Sau đó là tôi chuyển qua Walmart để trở thành một sale chính như là đúng nghĩa nhất, và tôi được coach trực tiếp từ bên Anh để trở thành một best sale để mà bán hàng. Thì khi mà trở về với ERA, khi mà nghỉ ở Walmart thì tôi cũng muốn mở một cái sàn về bất động sản môi giới và cũng là làm cho riêng mình. Nhưng mà thật ra là tôi cũng không thích cái mô hình của Việt Nam lắm, nhưng mà tôi thích cái mô hình của Keller Williams hay là ERA. Thì nó là mọi người làm cùng làm việc với nhau, và mình không phải có nhiều quá nhiều cái gánh nặng khác, mọi thứ đều có người giúp đỡ mình, và mình chỉ phát triển những cái mà thực sự tốt nhất của mình tại cái đơn vị của mình làm, ví dụ như là ERA ha. Thì các bạn sale hiện tại tham gia ERA thì cũng như vậy, các bạn đang phải là chủ cái công việc của mình, cũng giống như là chủ của doanh nghiệp của mình vậy đó. Bạn có thể là tạo cái team của mình, hoặc là bạn sinh hoạt một mình, nhưng bạn cũng phải là sinh hoạt cho một team ha. Thì cái chủ đề bữa nay là chủ đề là kỷ luật sẽ là cầu nối của mục tiêu và thành tựu. Nhưng thật ra nó cái chủ đề đó, cái tựa đề đó nó quá là vĩ mô, với lại nó quá khắc nghiệt. Tôi không có thích cái từ kỷ luật lắm. Mà tôi là tôi từ đây tôi nghĩ đơn giản là như vậy ha. Thì buổi chia sẻ hôm nay chúng tôi sẽ nói, tôi sẽ nói về cái bí quyết để có thể biến bất kỳ cái mục tiêu nào thành hiện thực. Thì nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mà thật ra là khi mà tôi chia sẻ xong thì các bạn sẽ thấy nó cực kỳ đơn giản, chứ nó cũng không phức tạp lắm như là mình nghĩ rằng là nó phải khổ cực, nó phải là kỷ luật, nó phải là dữ dội lắm đâu ha. Mọi thứ nó sẽ đơn giản, cực kỳ đơn giản. Thì đó là cái chủ đề ngày hôm nay. Thì cho tôi hỏi theo các bạn, thì làm thế nào mình có thể là biến được cái mục tiêu thành thành tựu? Các bạn có thể thứ nhất ha, các bạn có thể chọn. Thứ nhất đó là lên kế hoạch và quyết tâm làm. Thứ hai đó là lên kế hoạch và biến kế hoạch, biến những cái hành động đó thành thói quen. Và cái thứ ba đó là cả hai cái trên đều đúng. Thế bạn cứ comment giùm tôi là 1, 2 hay 3. Rồi chúng ta sẽ cùng tương tác với nhau nha. Chứ không phải là một mình tôi nói, thì nhiều khi các bạn sẽ không cảm thấy rằng là cái ý đó là của mình. Mình sẽ phải mình nêu ra cái quan điểm của mình trước khi là mình sẽ chia sẻ với nhau. Tôi tôn trọng tất cả những ý kiến của các bạn. Ok, bạn thì số 1 ha, bạn thì số 3. Cũng có bạn là số 2. Số 2 đó là lên kế hoạch và biến những hành động ở thành thói quen. Còn số 1 đó là lên kế hoạch và quyết tâm ha, là cố gắng, là kiên nhẫn, kiên trì thực hiện cái kế hoạch đó. Còn cái thứ 3 đó là cả hai cái trên đều đúng. Ok, thì tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện, một câu chuyện của bản thân, và cũng là câu chuyện của rất nhiều người. Thì khi mà tôi làm ở Keller Williams với cái vai trò là sale và trainer, tức là tôi sẽ chỉ tuyển dụng và đào tạo thôi, tôi không đi bán hàng. Nhưng mà thật ra khi mà tôi trở thành best sale của Keller năm 2018 là do rất là nhiều người biết tôi, họ tự động mua, chứ tôi không hề bán ha. Tôi không hề bán bất cứ một cái gì hết. Khi mà được chia sẻ để hỏi cái việc mà các bạn hỏi là bí quyết nào chị có thể trở thành best sale của Keller Williams, thì tôi chỉ trả lời đó là cái việc mà tôi chia sẻ thôi. Tôi chia sẻ cái giá trị mà khách hàng sẽ nhận được. Thì khi mà tôi là trainer, tôi hướng dẫn cho các bạn, thì tôi có một cái khóa code về kỷ luật cho các bạn. Thật ra là không phải là kỷ luật nó ghê gớm lắm, nhưng mà đơn giản là tất cả mọi thứ mình sẽ biến thành nó thành thói quen, thì mình sẽ không mệt mỏi khi mà làm việc đó. Ví dụ như rằng là dậy sớm, hay là đọc sách, hay là làm video, hay là làm bất cứ một việc gì đó, khi bạn lên mục tiêu, bạn sẽ biến nó thành thói quen. Cái việc mà là
how to như thế nào thì nó sẽ là một buổi khác tôi sẽ chia sẻ, hay là bằng cách nào để hoặc là mình dùng những cái công cụ gì để mà biến tất cả mọi thứ nó thành thói quen thì nó sẽ là một cái buổi chia sẻ khác. Còn hôm nay tôi chỉ nói về cái vấn đề là lý do tại sao chúng ta sẽ làm cái điều đó. Thì mọi người thường á là lên mục tiêu và làm nhưng mà không có biết được là lý do tại sao mình làm. Và khi mà mình không biết được lý do như vậy, mình nghĩ rằng là mình làm, ví dụ như bây giờ các bạn bán hàng ha, các bạn sẽ nghĩ rằng tôi bán hàng để tôi có thu nhập hàng tháng, để tôi có thể là lo cho con, tôi có thể là có cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng ví dụ như là các bạn, ví dụ như các bạn có một cái nền tảng không có được tốt ha, ví dụ nó như là cái tuổi thơ hay là cái hoàn cảnh của các bạn không có đầy đủ thì bạn sẽ phải sẽ quyết tâm làm cái điều đó. Nhưng đối với những người mà họ đầy đủ, tôi nói ví dụ như là tôi đi, tôi cũng không có cái hoàn cảnh được tốt như vậy ha, tôi cũng là được sung sướng từ nhỏ, thế tôi đâu có cần phải quyết tâm để làm cái điều đó để làm gì. Tôi vẫn có thu nhập hàng tháng từ cái việc khác, tôi cũng có tiền để mà trang trải, thế tôi sẽ không quyết tâm. Và khi mà tôi không quyết tâm như vậy thì mọi thứ nó sẽ không thành hiện thực. Và khi mà mình phải tìm ra cho mình được một cái lý do chính đáng, đó là cái động lực ha. Mà động lực á là động lực ở bên trong chứ không phải động lực bên ngoài. Ví dụ động lực bên ngoài là đi kiếm tiền hay là thiết lập mối quan hệ để kiếm tiền. Nhưng nếu mà bạn có cái động lực bên trong, bạn sẽ làm được cái điều đó khi mà bất kỳ khi mà bạn đi ra đường, bạn làm công việc hay là bạn làm một cái kế hoạch nào đó. Nếu bạn có cái động lực bên trong, bạn có sụp đổ hay bạn có thất bại thì nó vẫn giúp bạn đứng lên. Còn nếu mà chỉ là động lực bên ngoài, tại sao nhiều người bị thất bại nhưng mà họ không thể nào đứng lên được, đó là tại vì họ không có cái động lực ở bên trong. Họ cảm thấy là họ chán nản, họ mất niềm tin, họ mất tất cả mọi thứ và họ không thể nào đứng lên được. Thì đó là cái lý do mà mình phải tìm được, khi mà làm bất cứ một cái điều gì mình phải nêu được là cái lý do. Lý do tại sao tôi làm cái điều đó, lý do tại sao tôi phải dậy sớm, lý do tại sao tôi phải đọc sách, lý do tại sao tôi phải làm video, đúng không? Thì và nói nêu cái lý do và bạn sẽ phải biến những cái lý do đó thành cái niềm vui khi mà làm cái điều đó. Nếu mà bạn làm mà bạn không thấy vui, bạn không thấy thoải mái, bạn không thấy hạnh phúc thì bạn sẽ không bao giờ làm, đúng không ạ? Thì trong cái buổi mà trong cái chương trình mà cốt kỷ luật cho các bạn đó thì tôi cho các bạn của tôi đăng ký tất cả những mong muốn của các bạn. Ví dụ một người sẽ đăng ký là em sẽ dậy sớm lúc 5 giờ và em sẽ chạy bộ, hoặc một người sẽ là em sẽ làm video hàng ngày em sẽ gửi cho chị, hoặc là một người sẽ là em sẽ đọc sách một tuần là một quyển sách và em sẽ gửi cho chị. Em mind map lại, là mind map tất cả những cái việc đó thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Về từ cái việc mind map hay là làm video hay là tất cả những cái chuyện chạy bộ thì tôi sẽ hướng dẫn. Thì các bạn đều đăng ký với tôi. Thì tôi, đó là cái mong muốn của các bạn. Tôi nói rằng các bạn nếu mà bạn mong muốn đạt bất kỳ một cái điều gì mà bạn không thể nào làm được một mình, bạn làm hoài, ví dụ bây giờ bạn làm đi video nhưng ngày mai bạn không làm, thì bạn cứ đăng ký với tôi. Và chúng ta sẽ, tôi sẽ nghĩ rằng là khi mà làm cùng đội như vậy đó, mọi người sẽ tích cực hơn và có kỷ luật, và cái hình phạt cũng có luôn nha. Thưởng và phạt đều có. Cái hình phạt á là ngày đầu tiên thì tôi sẽ khiển trách, ngày thứ hai thì các bạn sẽ nộp cho tôi một quyển sách, ngày thứ ba nó sẽ là hai quyển, cái double lên ha. Thì những ngày đầu nó đơn giản thôi, nó có vài quyển thôi, nhưng càng về sau nếu các bạn không làm thì cái số lượng sách nó tăng lên rất là nhiều, tại vì nó double lên mà, nó cộng dồn nó double lên nữa. Thì các bạn biết không là có những bạn cũng là ego nha, cũng là chủ doanh nghiệp giống như tôi và rất là mạnh mẽ, là học trò của thầy Phạm Thành Long rất là nhiều luôn. Càng nhiều càng đa mục tiêu và càng coi như là mạnh mẽ thì càng chết, là càng bị phạt nhiều. Có bạn đã nộp cho tôi 512 quyển, có bạn nộp cho tôi 216 quyển. Thì tôi mới nói rằng là thật ra là tôi không có muốn là phạt các bạn, nhưng mà phải làm như vậy để cho các bạn thấy cái việc mà là mình không làm thì mình sẽ bị mất cái gì đó. Nhưng mà thật ra là khi mà tôi xét cái chương trình đó là 90 ngày để thiết lập một cái thói quen
một cái thói quen cho bạn để các bạn có thể là giữ luôn cái thói quen đó và hoàn thành nó. Nhưng mà các bạn biết sao không? Sau mới chỉ 90 ngày thì trước 90 ngày chứ sẽ một số bạn sẽ rời cả nhóm. Bạn thua, bạn xin tôi rời nhóm ha. Còn một số bạn vẫn ở lại nhưng mà bạn phải nộp sách rất rất là nhiều. Mọi người mới nói rằng là ôi sao chị kỷ luật thế? Tại sao lúc nào chị cũng có thể dạy được lúc 3 giờ 55 phút? Và tại sao lúc nào chị cũng có thể rằng là năng lượng như vậy ha? Thì thật ra là mọi thứ lúc nãy như tôi đã chia sẻ, mọi thứ nó đã thành thói quen là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi tìm được cái niềm vui khi mà tôi làm việc đó. Tôi rất là vui khi mà tôi có thể giúp đỡ được các bạn. Và tôi sáng là tôi dậy sớm, xong rồi tôi sẽ viết các bài. Thật ra là tôi viết rất là nhiều bài trên Facebook, viết các bài để cho các bạn đọc, để các bạn hiểu được một cái điều gì đó về bán hàng, về marketing hay về phát triển mối quan hệ, tất cả mọi thứ. Cứ sáng dậy sớm với mục đích của mình là vì người khác thì mình sẽ ok hơn rất là nhiều. Nói lại cái này thì không phải là vì mỗi người ha, mỗi người sẽ có mục tiêu và mỗi người sẽ là có một cái tính cách. Ví dụ như là theo cái phân tích mà DISC á, thì tôi là người SI, là người rất là yêu thương và quan tâm tới người khác. Nên á, nếu mà làm vì bản thân tôi thì tôi sẽ không làm. Tôi sẽ viết rất là nhiều lý do để mà không làm. Tôi bây giờ không làm video thì tôi vẫn có tiền mà. Hay là tôi không đọc sách thì tôi vẫn có mối quan hệ mà, đúng không? Nhưng mà vì người khác, tôi sẽ làm cái điều đó. Vì anh em, vì cộng đồng hay là vì bất kỳ một cái đội nhóm nào đó của tôi, thì tôi sẽ thức dậy lúc 3 giờ 55 phút sáng và tôi viết bài. Tôi gửi lên cho mọi người và clip mọi người để mọi người theo. Mình là người code, mình là người clip, mà mình không làm được cái điều đó thì sẽ không ai làm. Mà thật ra là tôi làm điều đó về cái vì yêu thương, vì cái đam mê và vì ý thích của mình ha.